10 cách tập thể dục không cần đến phòng tập. Ngày nay giữa cuộc sống bận rộn, nhiều người vì lo mải mê công việc nên không có thời gian để đến phòng tập. Vì vậy, hãy tham khảo 10 cách sau đây để tập thể dục mà không cần phải đến phòng tập. Đầu tiên, đi cầu thang bộ. Không phải là cách tập luyện mới, nhưng leo cầu thang bộ mỗi sáng đến cơ quan và khi tăng làm rất tốt cho sức khỏe. Hoạt động này hỗ trợ hệ tim mạch và cải thiện sức mạnh cho chân. Bên cạnh đó, nếu cảm thấy tê mỏi chân sau thời gian dài ngồi một chỗ, bạn nên dành vài phút để thực hiện động tác nâng gót chân tại chỗ, giúp tăng sức mạnh, làm thon gọn bắp chân và giảm tê hiệu quả. Vừa đi bộ vừa họp. Nếu bạn làm việc tại nhà và các cuộc họp chuyển sang trực tuyến, hãy thử lên kế hoạch đi bộ trong lúc họp, tham dự cuộc họp bằng máy tính bảng hoặc điện thoại và sử dụng tai nghe. Bạn có thể xử lý các vấn đề trong lúc đi bộ, giải phóng năng lượng. Nếu đã đi làm, hãy thử tổ chức các cuộc họp trực tuyến bằng cách cùng đi bộ và thảo luận. Điều này giúp tăng cường liên kết nhóm, thậm chí nảy sinh nhiều ý tưởng mới. Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ gọi tắt là ABA cho thấy đi bộ giúp tăng cường khả năng sáng tạo và nâng cao trí lực. Ngồi trên bóng tập thể dục. Thử đổi ghế văn phòng bằng một quả bóng tập. Sự thay đổi này giúp bạn giảm đau lưng, cải thiện tư thế ngồi. Bên cạnh đó, trong lúc giải lao, bạn dễ dàng thực hiện một số động tác kéo giãn nhẹ nhàng, hỗ trợ tốt cho phần cổ, xương chậu và cột sống. Đẩy xe trong siêu thị. Điều khiển xe đẩy trong siêu thị qua từng gian hàng giúp bạn tiêu tốn một lượng calo nhất định mà vẫn đủ thời gian mua sắm. Gửi xe xa nhà. Con người luôn đặt sự an toàn và cảnh giác với môi trường xung quanh lên hàng đầu, nhưng nếu sống ở khu vực có an ninh tốt, đủ ánh sáng, hãy cân nhắc việc gửi xe xa chỗ ở. Thêm một vài phút đi bộ giúp tăng số bước di chuyển và cải thiện sức khỏe hiệu quả. Quan hệ tình dục nhiều hơn. Một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Quebec ở Montreal ở Canada nói rằng quan hệ tình dục giúp đốt cháy calo với tốc độ khoảng 3,1 calo mỗi phút cho nữ và 4,2 calo đối với nam. Sẽ không bằng chạy bộ, nhưng chắc chắn bạn có thể tiết ra mồ hôi khi quan hệ. Dắt thú cưng đi dạo. Nhiều đơn vị nuôi thú cưng đang tìm kiếm các tình nguyện viên hỗ trợ đưa cún cưng đi dạo. Nếu muốn tăng thời gian vận động và có thể giúp những người có nhu cầu, hãy thử tìm đến hoạt động này. Làm việc và khiêu vũ. Sao bạn không thử bật vài giai điệu yêu thích để cơ thể được lắc lư trong lúc nấu ăn bữa tối, giặt quần áo hay lau dọn nhà cửa? Khiêu vũ là cách tuyệt vời để đốt cháy calo, giúp cơ thể rèn luyện sự cân bằng, cùng phối hợp nhịp nhàng giữa chân, tay và cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể biến tấu thành một cuộc thi hoặc trò chơi cùng con với các kiến thức về âm nhạc. Chơi trò chơi vào buổi tối. Trốn tìm, ném lon, truy đuổi, ghế âm nhạc, nhảy dây, nhảy lò cò. Những trò chơi thời thơ ấu sẽ giúp giảm căng thẳng và giải phóng năng lượng hiệu quả. Đặc biệt, chúng không phân định độ tuổi hay ngoại cảnh. Bạn có thể chơi trong nhà, ngoài sân hay một không gian rộng, cốt là được vận động. Tập thể dục trong lúc xem TV. Đi bộ trên máy chạy, sử dụng xe đạp cố định, duỗi thẳng người trên sàn, sử dụng tạ hoặc tập Pilates trong lúc xem phim là cách vận động hiệu quả. Thay vì nằm dài trước màn hình, bạn hãy chuyển toàn bộ thời gian đó để tập thể dục. Chỉ cần vài động tác cập bụng, ép cơ hoặc nâng cánh tay với tạ nhẹ cũng tạo ra những sự khác biệt lớn đối với cơ bắp, tư thế và sức khỏe. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, tạo thói quen tập tạ giúp hệ xương khỏe mạnh và chắc khỏe, nhất là với những người có nguy cơ loãng xương cao.